Xin chào các bạn. Khang Audio xin mời các bạn nghe đĩa nhạc Lê Cát Trọng Lý tuổi thủa 25. Thưa các bạn, đĩa nhạc thủa 25 hiện nay là một trong những cái đĩa nhạc đĩa than có chất lượng âm thanh rất là hay của Lê Cát Trọng Lý do Trung tâm Thời Đại phát hành. Giá đĩa nhạc này là 1,1 triệu. Chúng tôi sử dụng cái video số 125 này để giới thiệu và bán đến các bạn đĩa nhạc thủa 25 của Lê Cát Trọng Lý. Và các bạn đang nghe nhạc nền ở trong cái mặt A, bài giới thiệu về mùa xuân. Thưa các bạn, chúng tôi vẫn đang dành những các cái video theo cái số thứ tự ở chuyên mục bán đĩa than, là những cái đĩa đang có bán tại Khang Audio. Và hy vọng với những cái đĩa than này sẽ giúp cho các bạn chơi audio, đặc biệt là sưu tầm và nghe những cái dòng đĩa than này, được mua với rất là nhiều điều kiện ở xa nhưng mà vẫn có thể mua được. Các bạn mua hàng thì rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy comment xuống dưới bài viết hoặc là gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại để trên video. Chúng tôi sẽ liên hệ và ship cái sản phẩm này cho các bạn. Giá 1,1 triệu là không bao gồm phí vận chuyển các bạn nhé. Để có thêm thông tin cho các bạn mua hàng thì tôi sẽ mời các bạn nghe test 1-2 cái đĩa nhạc ở trong cái 1-2 cái bản nhạc trong cái đĩa nhạc này để mời các bạn nghe. Và đây là một trong những cái đĩa nhạc mà của Lê Cát Trọng Lý với cái chất lượng âm thanh thì phải gọi là rất là hay và thuần analog, do cái tính chất phôi cũng như là cái hòa âm phối khí rất là đẹp, âm thanh rất là đẹp. Mời các bạn nghe bài 1. Số 2, bài thương nha các bạn nhé. Bài thương trải nghiệm đĩa nhạc rất là hay. Tìm tranh vanh thương số 3, con đường lạ nhé. Vẫn chưa rồi trời kia vẫn trong, mây vẫn xanh và núi vẫn êm. Ta không thương tình nóng trong căn lặng lẽ. Gió vẫn đêm và nắng vẫn xanh, tim bỗng dưng tự như trẻ thơ. Đôi bông hoa còn đang ái ân kia em. Từ đây hồi
Vâng, thưa các bạn, trên đây là video số 125 giới thiệu và bán đĩa nhạc Lê Cát Trọng Lý thủa 25. Các bạn mua hàng hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện hoặc là comment xuống dưới bài viết, chúng tôi sẽ liên hệ và ship hàng cho các bạn. Đây là một trong những cái đĩa nhạc có chất lượng rất là cao và hy vọng nó sẽ là một trong những đĩa nhạc đáng sưu tầm ở trong cái kệ đĩa nhạc của các bạn. Và chúng tôi bán giá trên là không bao gồm phí vận chuyển. Các bạn nhớ đăng ký kênh này, rồi chia sẻ bài viết để nhận được nhiều các cái video giới thiệu những cái đĩa nhạc chuyên sâu tuyển chọn để phục vụ các bạn chơi audio cả nước các bạn nhé. Khánh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.